tận hưởng một không gian lý tưởng, một lối sống hài hòa, một thiết kế hiện đại kết hợp với phong cách kiến trúc lịch lãm và trang nhã. Hòa Bình Green City, công trình kiến trúc bao gồm hai tòa tháp căn hộ, được đặt trên khối đế là trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại. Một kiệt tác nhân tạo được hình thành trên nền móng của sự bền vững, an toàn và thân thiện với quang cảnh thiên nhiên môi trường. Hòa Bình Green City, kiệt tác của thiên nhiên, kiệt tác của con người. Khẳng định chất lượng nhờ những công trình tên tuổi đã và đang mang lại uy tín, danh tiếng cho chủ đầu tư. Hợp tác thành công với tập đoàn Ascott của Singapore trong dự án Somerset Hòa Bình. Hòa Bình Green City chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Công trình kiến trúc tọa lạc tại cửa ngõ phía nam thành phố Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm 3,5 km. Từ Hòa Bình Green City, có thể dễ dàng kết nối với nhiều trục đường giao thông quan trọng của thành phố Hà Nội, cũng như nhiều tiện ích xã hội gần kề như trường học, bệnh viện, công viên và trung tâm văn hóa giải trí. Hòa Bình Green City với mong muốn mang lại cho tất cả cư dân tương lai một cuộc sống tiện nghi hiện đại trong một không gian xanh hài hòa với quang cảnh thiên nhiên môi trường. Áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến kết hợp vật liệu cao cấp có khả năng chịu được cường độ động đất lên tới cấp độ 8 và nhiều vật liệu khác thân thiện với môi trường như gạch không nung, vách kính 3 lớp tiết kiệm năng lượng, có tính năng cản nhiệt và tia cực tím. Bên cạnh chất liệu xây dựng tiên tiến an toàn, dự án còn sử dụng nhiều vật liệu mang vẻ đẹp tự nhiên theo phong cách kiến trúc hiện đại. Không gian sống văn minh, tiện ích đầy đủ và đẳng cấp với khu thương mại, nhà trẻ, phòng tập thể thao, trung tâm y tế, bể bơi 4 mùa, sông hơi, jacuzzi, spa, siêu thị và nhà hàng. Các trang thiết bị và vật liệu của tòa nhà sang trọng. Hệ thống sảnh sử dụng đá marble. Bên trong tòa nhà là khu trung tâm mua sắm giải trí hiện đại, siêu thị sầm uất, cửa hàng sang trọng, phục vụ đầy đủ nhu cầu của mọi dân cư. Nhà trẻ và khu vui chơi thông minh dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh tối tân giữ an toàn tuyệt đối cho tòa nhà, khu vực đỗ xe hơi với hệ thống bảo an nghiêm ngặt, hiện đại, có sức chứa rộng lớn, hệ thống thang máy an toàn, thiết kế với thẩm mỹ cao. Một không gian bể bơi rộng mở bên trong tòa nhà, một điểm nhấn xanh mát mẻ, một không gian cộng đồng thú vị cho mỗi cư dân được thỏa sức vui chơi. Điểm nhấn đặc biệt của Hòa Bình Green City là không gian xanh với hệ thống vườn sinh thái trên cao kết hợp với sân golf, mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người chơi. Hòa Bình Green City đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân hiện đại. Không gian xanh với khuôn viên thoáng mát và rộng rãi. Cây xanh được thiết kế ngay dưới chân tòa nhà và lối tản bộ xanh mát bóng cây dưới bầu trời rộng mở, nơi mọi người có thể nghỉ chân, gặp gỡ, nói chuyện và vui chơi. Hòa Bình Green City hứa hẹn là không gian lý tưởng cho mọi thành viên của gia đình. Với ý tưởng thiết kế chủ đạo là mang thiên nhiên vào cuộc sống, các căn hộ tại Hòa Bình Green City đều có tầm nhìn rộng mở và ngập tràn ánh sáng. Sự tinh tế và linh hoạt trong thiết kế giúp tối ưu hóa công năng sử dụng của từng không gian bên trong căn hộ. Phòng tắm với đầy đủ tiện nghi hiện đại tối đa cho chủ nhân những giây phút sảng khoái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phòng khách với nội thất cao cấp tạo nên không gian lịch lãm, sang trọng mà thân thiện, đầm ấm. Không gian cởi mở, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng thiên nhiên, rất thân thiện với môi trường. Vị trí thuận lợi, thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng, không gian sống xanh, môi trường rộng mở. Hòa Bình Green City, mái nhà lý tưởng cho cư dân tương lai. Hòa Bình Green City hứa hẹn mang lại cho bạn và gia đình một cuộc sống năng động với một phong cách sống sang trọng, lịch lãm và hạnh phúc ngập tràn. Hòa Bình Green City, kiệt tác của thiên nhiên, kiệt tác của con người.